Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình để tiếp tục. Với phụ kính mời quý vị theo dõi bản tin tổng kết kinh tế tài chính tuần qua với tiến sĩ Tạ Cừ Hải. Kính chào quý khán giả của SVTN. Chúng tôi là Tạ Cừ Hải từ thủ đô Washington DC và sau đây là bản tin tổng kết kinh tế và tài chính tuần qua. Thị trường chứng khoán cuối tuần thứ 6, mùng 6 tháng 9 2019

Giá vàng là 1.515 đô la một ounce căn cứ dự kiện hôm thứ Sáu, mùng 6 tháng 9, 2019. Giá dầu thô 56 đô la 73 cent một euro cũng căn cứ vào thứ Sáu, mùng 6 tháng 9, 2019 và đang trên đà đi xuống. Giá sân 2 đô la 570 một gallon căn cứ dự kiện từ công ty AAA thứ Sáu, mùng 6 tháng 9, 2019. Kinh tế Mỹ trong tháng 8, 2019 đã cung cấp 130.000 việc làm mới. Tuy không đạt được mức kỳ vọng, nhưng các chuyên gia kinh tế kết luận rằng rất chắc chắn mặc dù kinh tế Mỹ cần tuyển nhân công cho hơn 6 triệu việc làm còn bỏ trống, nhưng nước Mỹ đã thiếu người hội đủ điều kiện kỹ thuật để được tuyển chọn hầu đáp ứng nhu cầu. Trong tháng 8, tỷ số thất nghiệp vẫn giữ mức 3.7%, hầu như thấp nhất trong gần 50 năm qua. Lương trung bình của dân Mỹ trong tháng 8 tăng khoảng 3.2% so với năm trước. Bình luận về kinh tế Mỹ Tuần qua, thị trường chứng khoán Wall Street của Mỹ có cả 3 chỉ số đều đi lên, với chỉ số Dow Jones tăng cộng 1.49%, Nasdaq tăng cộng 1.76% và S&P 500 tăng cộng 1.79%. Riêng ngày thứ 6, mùa 6 tháng 9, thị trường chứng khoán thế giới có chỉ số Nikkei 225 của Nhật tăng cộng 0.54%, Hong Kong Hang Seng tăng cộng 0.66%. London FTSE 100 tăng cộng 0.15%, Shanghai Composite tăng cộng 0.46% và chỉ số DAX của Đức tăng cộng 0.54%. Ông chủ tịch Jerome Powell của quỹ dự trữ liên bang, mặc dù không cho biết chi tiết, cũng đã có dấu hiệu sẽ cho giảm lãi suất chính trong tương lai. Kinh tế thế giới, mặc dù cuộc chiến mậu dịch giữa Mỹ và Trung Quốc lại leo thang, khi Bắc Kinh tuyên bố một loạt biện pháp trả thù lại Mỹ bằng cách tăng thuế mậu dịch từ 5% đến 10% đối với khoảng 75 tỷ đô la hàng hóa nhập cản từ Mỹ. Nhưng hai bên đã hứa hẹn sẽ ngồi vào bàn hội nghị để có thư hiệp. Nước Đức là cường quốc kinh tế lớn nhất Âu Châu đang trên bờ vượt thẳm của một cuộc khủng hoảng kinh tế và đã công bố cảnh báo tình trạng này. Cuộc chiến mậu dịch giữa Mỹ, Trung Quốc, Âu Châu đã gây ảnh hưởng tiêu cực cho kinh tế toàn cầu và trong đó có nước Đức. À, kính thưa quý vị à, vừa rồi là bản tin tổng kết kinh tế tài chính tuần qua của tiến sĩ Tạ Cư Hải và sau đây chúng tôi có một số những nhận định về vấn đề tình hình kinh tế thế giới đặc biệt ở Âu Châu và ngay cả cái nước mà có một, 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 một cái cường quốc kinh tế tại Âu Châu là nước Đức, thì tiến sĩ Tạng Quy Hải có nói rằng đó là à, tình hình kinh tế ở nước Đức hiện nay đang ở một cái bên bờ vực thẳm, à, tiến sĩ có thể phân tích thêm. À, quý vị đã biết rằng là trong thời gian vừa qua gần đây à, Trung Quốc à, đã tìm cách trả thù lại nước Mỹ về chiến tranh mùa mù dịch với nước Mỹ, à, chính vì vậy mà tình hình nó trở nên căng thẳng. Tuy nhiên Quý vị thấy rằng là à, Trung Quốc và Mỹ đã đồng ý với nhau trong một tương lai rất gần sẽ ngồi lại với nhau để tiếp tục thương thảo để tìm một giải pháp à, cho à, vấn đề chiến tranh mậu dịch giữa Mỹ và Trung Quốc. Nhưng mà cái cuộc chiến tranh mậu dịch của giữa Mỹ chẳng những và Trung Quốc mà còn với Âu châu và các nước khác trên toàn cầu. bị ảnh hưởng. Đã bị ảnh hưởng trầm trọng. À, đối với à, nước Đức là một trong những cường quốc lớn nhất của âu châu thì chúng tôi đã nhận thấy rằng là kinh tế của họ đang ở trên bờ vực thẳm là bởi vì cái thị trường về kỹ nghệ xe hơi của họ đó đã bị gần như xuống dốc một cách rất là kinh khủng và ngay cả các nước khác ở trên toàn cầu cũng bị ảnh hưởng bởi chiến tranh mậu dịch chính vì vậy họ không có đủ ngân sách hay là không có, có điều kiện để mà tiếp tục tiêu thụ hàng hóa mua bán với với nước Đức ở tại Âu Châu và chính vì vậy mà cái kỹ nghệ xe hơi của của nước Đức gần như kiệt quệ và đứng trên bờ vực thẳm nếu chưa muốn nói là đã được xác nhận rằng kinh tế sẽ khủng hoảng trong những ngày sắp tới gần đây như vậy là cái lý do là cái cái vấn đề nhập cảng của xe Đức ở tại Trung Cộng hiện nay đã ngưng lại đình trệ hoặc là cái cái lượng người ở trong nước vấn đề tariff hay lẫn với điện nó đã ảnh hưởng vấn đề đó cái trung cộng đằng nào cũng là một cái nước mà có một cái thị trường tiêu thụ rất lớn ít nhất là trong thời gian một vài thập niên vừa qua thì quý vị thấy rằng bữa nay cái chiến tranh mậu dịch nó là ảnh hưởng tới làm gần như là bị đình trệ lại cái thị trường xe hơi tại trung quốc chính vì vậy mà đức không thể nào sản xuất tiếp tục sản xuất xe hơi để bán qua trung cộng cũng như Đức cũng không có sản xuất nhiều xe hơi để bán qua các nước khác trên toàn cầu là bởi vì hầu hết các tất cả các nước trên toàn cầu đều bị ảnh hưởng với chiến tranh mậu dịch mà căn bản đó là từ Mỹ và Trung Quốc nhưng mà nó đã ảnh hưởng cho tới nước Anh nó đã ảnh hưởng cho tới Âu Châu và các nước ở Phi Châu cũng như các nước ở Á Châu. Tức là kỹ nghị xe hơi là một trong những cái backbone của nền kinh tế của Âu Châu và đặc biệt của nước Đức. Đúng như vậy. Dạ. Yeah. Xin được cảm ơn tiến sĩ Tạ Hải cảm ơn anh yeah. à, kính thưa quý vị à, vừa rồi là bản tin của chúng tôi và tiến sĩ tại cơ hải để nhằm phân tích về à, vấn đề mà thị trường thế giới khi mà chiến tranh mùa dịch đã xảy ra và đặc biệt nó ảnh hưởng rất là nhiều tới cái nền kỹ nghệ xe hơi của đức quốc chúng tôi đến đây xin được kính chào và hẹn gặp lại vị vào kỳ sau kính thưa quý vị bản tin hoa thành đốn tối nay đến đây là chấm dứt mọi liên lạc hay đóng góp ý kiến, xin email về Washington C. at sptn.tv. Bích Phượng kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới. Kính chúc quý vị có một buổi tối an vui và hạnh phúc bên người thân và gia đình. Cáo phó, gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc, báo tin cùng thân bằng quyến thuộc và bạn hữu xa gần. Anh, cha, ông của chúng tôi là ông Ung Văn Luông, sinh ngày 8 tháng 7 năm 1927 đã thất lọc vào lúc 10 giờ 30 tối ngày 5 tháng 9 năm 2019 tại Fairfax Hospital for Church, Virginia, hưởng thượng thọ 92 tuổi. Linh cửu được quan tại National Memorial Funeral Home 7482 Lee Highway, for Church, Virginia. Chương trình tang lễ, Chủ nhật ngày 15 tháng 9, 9 giờ sáng lễ phát tang cúng cơm và cầu siêu, 10 giờ đến 2 giờ thăm viếng, 2 giờ di quan hạ huyệt. Tang gia đồng khắp báo. Em Ung Văn Hổ, trưởng nam Ung Kim Lân, thứ nam Ung Kim Lâm, Ung Kim Long, thứ nữ Ung Kim Liên, cháu đích tôn Dr. lords Ung. Cáo phó này thay thế thiệp tang, xin miệng phúng điếu. Bản tin Hoa Thịnh Đốn, sptndc và vatv thành kính phân ưu